không đi cùng? Đi cùng cả mấy anh em đi để chả an tâm không ạ? À? Sao? Chưa xong cái gì là chứ không được đi. Chưa xong là thế nào? Chưa xong cái gì cái gì? Anh đằng nào thì ngày 19 anh cũng ra viện rồi còn đâu nữa mà chả xong. Anh muốn xong cái gì? Đó thì là đã bảo là chưa xong được rồi. Cái gì cũng chưa xong, nhưng mà thì bây giờ thì đi luôn như thế này có phải trả tiền không? Chưa đến 60 thì đã thấy mình 60. Thất nghiệp thì đúng. Không đến 60. Em còn đã xấu hơn 60 mà anh thì còn chưa đến 60. Không biết trước chưa đến 60 chưa nghĩ đến. Xong rồi phường nó nói bảo anh. Cái đấy cũng đúng ý. Cái đấy nếu mà nó thiết thực nhất là sức khỏe thiết thực nhất. Không, đúng rồi, nhưng mà em hỏi anh đấy cũng nói là cái chuyện là bây giờ nó đang ở cái thời điểm này á, là có khi nó chưa làm cho anh được ngay. Anh về Tết mà để. Về ra Tết đến Tết. Anh nhiều lần nói ra Tết là được về nhưng mà con thấy không? Đúng rồi. Em thấy đi bây giờ là đi cùng với hai em là tốt nhất đấy. Là không phải chưa đi bây giờ cứ hơi tí đánh mất, hơi tí đánh mất rồi để cho nó lại trơn nữa. Nó bị trộm mất. Ừ. Thế là mất rồi đi thì là đi làm mất thì giờ đó. Thì giờ. Khổ thật. Em thấy cũng vậy đấy, em mong anh đi cùng với được các em thì nó rất là tiện. Vì có thế người rồi, đi nếu có điều kiện đi cùng đi anh với quá. Lại hai em thì là coi như vừa thiện mà về anh em cùng về đó là mẹ lại cười lại mừng lắm ấy. Chứ còn anh phải tính cho nó cụ thể nhá. Cụ thể chứ, anh phải tính cho nó thiết thực nhá, đừng có mong muốn ai chẳng muốn đi với em. Em hỏi anh không này. Em không mẹ thì ai nhất. Anh muốn nhưng mà người ta chưa làm đâu. Đấy bây giờ chắc chắn là như thế. Thế còn là mình thì chả phải là bí thư cũng chả phải trung ương ủy viên cũng chả phải cái gì. Còn là giả sử như bọn em bây giờ lại càng không là cái gì cả. Cho nên đến nói người ta thì cũng như là mọi người. Anh có vào được không? Có vào làm việc tiếp không? Hay là để sau Tết? Để có ấy đó, bảo hiểm y tế đó. Nhưng bảo hiểm y tế thì biết đến bao giờ? Thì phải đến Nguyên Trung hỏi. Không, nếu không rồi. Nếu mà anh không xin được cái đấy thì anh mua bảo hiểm y tế nhân dân đấy. Mà làm sao mà xin được nhỉ? Bởi vì thế này nhá, anh đóng bảo hiểm y tế hồi xưa anh đóng đến đâu? Thế xong rồi gì bây giờ chắc chỉ có đi mua bảo hiểm tự nguyện thôi chứ làm đấy, gì mà có tự nguyện thôi. Như này chị em nghĩ bây giờ bà già chừng đấy tuổi rồi, anh là con trai lớn đúng không? Vâng. Bà mong anh như thế, em thật anh không về nhà chăm sóc bà thì thật là có tội to. Cái tội to đấy rồi nó lại ảnh hưởng đến mình sau này. Về chứ nhỉ, phải về ở tết, với bà năm nay là bao nhiêu nhỉ? Bà năm nay là 91 92. Bà sinh 27 tuổi Mão. À, 27 hả? Vâng. Anh là tại em thôi. Tiền vào làm gì chị? Bây giờ cái sức khỏe. Đúng, cái đấy là quan trọng nhất. Vâng. Chả ông Anh Sơn thấy chưa? Hùng nhà mình, Hùng giám đốc cơ quan mình hồi xưa. À. Tiền của nó thì có mà đè chết người chứ. Nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng có qua được đâu. Qua được không? Về làm giám đốc chưa được 1 năm cứ đi luôn. Đấy, hồi đấy mà nhà nó giàu lắm thì sang chữa bên Singapore. Rồi cứ đi về bệnh hiểm quan trọng nha. Không biết chẳng mà cơ bản sức khỏe. Chính là sức khỏe thôi. Có sức khỏe là có tất. Đón được không biết. Sợ quá. Mai thì hôm nay nó đi họp đấy thì ngày mai nó sẽ chở anh này đi đưa địa chính thì anh ấy gọi điện xuống dưới đấy. Vừa làm cho bác sở vật chất trong khoa bảo xuống đấy cô Dung thấy ông toàn người điên. Và bảo trong ông Sơn này cũng điên luôn thế là xuống. Xong rồi vài bữa nữa khoa đã một ủy quyền trong xít ông vào đây ông làm cho giấy tờ. Xong lúc nào xong thì bảo không thì làm cái ủy quyền tiếp. Nó bán mà đứa nào nó lấy có tiền và ừ. Tiền thì không chậm mất đâu. Gì đâu. Thì như khoan nó lại đi. Sao lại ghi được ngày em bảo anh là ghi ngày. Ông điên đấy. Anh đi ngày hôm nay chuyển đi à mà cái ngày hôm nay. Vẫn chưa sao thu ở đây, đây ngắt chỗ này chỗ trời kia. Trời ơi em nói anh xuống cái kia trông anh này nữa nó lại tưởng.